Bài thuốc giúp cho mắt bớt cận thị, sáng rõ từng ngày, lợi hại không tưởng. Vào những năm 1960, vị bác sĩ nhãn khoa người Nga Vladimir Petrovich Filator thường khuyên bệnh nhân của mình sử dụng một phương pháp tự chế từ thảo dược thiên nhiên, áp dụng song hành với cách chữa mắt hiện tại của họ. Phương thuốc này giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa tình trạng suy nhược mắt trong tương lai. Sau khi được giới thiệu, nó đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng và vẫn được tin dùng cho tới ngày nay. Khi áp dụng cách này, bạn sẽ có đôi mắt sáng đẹp và thông minh. Thành phần bao gồm 100g nước ép lô hội bằng cách gieo lô hội cắt nhỏ, nấu chín, 500g hạt óc chó nghiền, 300g mật ong, 3-4 quả chanh vắt lấy nước cốt. Và sau đây là cách làm. Bạn cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố, xay thành hỗn hợp đồng nhất. Cho hỗn hợp vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để được 10 ngày. Và cách dùng. Dùng hỗn hợp này 3 lần một ngày, trước bữa ăn chính khoảng 30 phút. Mỗi lần uống một thìa, khoảng 15ml, dùng đến khi thị lực của bạn được cải thiện. Không chỉ tốt cho mắt, thức uống này còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Lưu ý, khi lấy lá lô hội, bạn không sử dụng ngay mà bọc vào giấy báo và để trong tủ lạnh 10 đến 12 ngày, vì lô hội cần thời gian để kích hoạt các thành phần hoạt tính của nó. Sau đó, bạn mới rửa lá và lấy gieo. Cây lô hội không nên quá 2 đến 3 năm tuổi. Không dùng lô hội trong các trường hợp bị bệnh thận cấp, rối loạn tiêu hóa, phụ nữ đang bước vào 3 tháng cuối của thai kỳ, bệnh tim mạch, bệnh lao, bệnh trĩ và bệnh viêm nhiễm âm đạo.